Ba tỷ đen chi hay mua bông á, nói chậu không hay mua mấy chục triệu chứ ít đâu, chậu dạ. không mua chục triệu, còn tao mua bông không là đắt lắm á, cái cứ cây vài trăm dồn lại hả mấy chục triệu cả trăm triệu. Yeah. Tết thì nhiều khi có những cái báu vật quý, những cây cây mai, ví dụ cây mai biết đâu trăm triệu, có cây mai đang đấu giá 3 tỷ kìa, thấy đâu cột cây mai của thầy sao quyết định đem nó về không thầy? Quyết định mua hết luôn, ra cây nào mắc nhất mua hết để những người mù khổ cho khổ luôn. Thầy kim bông, nó cái bông rồi cây này cây kim phát tài. Đúng rồi. Còn cây này là kêu bằng bông 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 cọ diễn đẹp quá. À, bông cúc, bông đẹp, cúc đẹp quá. Cúc còn bí cây bí. Này là cây gì không biết này. Thầy ơi cái đó gọi là cúc bi bi á thầy. À, còn cúc to này. Thấy không? À, cúc vàng. À, chúng ta sẽ được có cây cây này cái bông bụp. Bông bụp. Bông bụp là con dòng nữa. Bông bụp đó này ha, không biết không? Còn cây này kêu cây gì nó đẹp đấy lắm không? Bông nở tối khuya hôm lắm nè. Cây mai trắng thủy. Ờ, mai trắng thủy rồi. Còn cây này là cây gì? Cây hình như là cây sim cái gì nè. Bông vàng đẹp không? Còn cây này là hạt đẹp ghê không? Ủa thầy, mấy cây này là ai biếu tặng thầy hay thầy mua? Thì đệ tử giám đốc bệnh viện với kêu bằng làm bên 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 phong thủy đá, phong thủy gì, mốt trưng bày tủ. Giám đốc bệnh viện luôn đó thầy. Lớn quá trời. Ủa cây đó cây gì thầy? Đi cùng với cây này, cây này cái gì thầy thích nè, bông nó đẹp mà nó nhỏ gọn, cái này chim nhiều đẹp, nó hình như cây này nó ba bốn màu luôn á, để kêu nó mua màu đỏ, màu trắng, màu tím, thầy ơi, còn cây này cũng mấy màu, mấy cái gì con cây này là cây gì, cây này là cây lá sọc. Thầy cây lá sọc thuộc xanh thuộc vàng nè, nó có tên chứ thầy. Lá này là cây cây lá sọc. Ừ, hay sọc sọc nè. Không phải. Hay là kêu lá sục sục. Không cao cây sục. Lá sục sục. Chứ giờ cây gì giờ? Cây này cây ớt nè, ớt cùi nè, cây bông hồng không trồng cũng sống nè. Ở đâu thầy có bông hồng này? Ở đâu thầy có cây cút vàng hay không? Ừ, vậy không? Cái bông hồng đó bộ người ta tặng thầy à? Đó phải là cút đâu thầy. Không phải cút. Cái này cái gì hả? Cái này hả? Cái bông màu trắng. Bông màu trắng. Nó màu trắng. Cái tên cho những loại hoa rất là đặc biệt. Có nhiều loại bông lạ thì đâu biết đâu. Ở trong rừng lấy ra đâu biết đâu. Ở đâu cũng trong rừng. Ai là ông Pháp Anh rồi. Ờ, lên rảnh đâu. Tại đệ tử thì giả bộ nó tới tớ thì dễ đi chết tôi với mua người khác. Ta bán mình chưng chồng nào đã coi chết nặng mà mua người khác mua nữa. Ủa, chứ tứ hoài sống sao có nữa. Ấn tượng hay là một cuốn từ đẹp cái gì thầy cũng biết hết trơn. Không biết ta thầy dạy luôn. Tao hồi xưa ta chiên cho kẻ cái xóm này mà cây đào cây xanh, cây những cây mặt kiển mà cổ đại với cây kiển mà đẹp nhất đều là sinh ở chùa hay không. Đó, tất cả đâu mà có cây xanh giống như cây dừa, cây xanh là đều là của chùa hay hồi đó. Đúng rồi, đây với cây mấy hồi đó cây bông sứ cũng có bông lan thầy cũng bỏ, cái gì đẹp nhất mà giá nhất thầy cũng bỏ, tại chùa thầy làm chùa hết rồi đâu còn chỗ cho đất trống nữa đâu trồng, còn giờ mình trồng lại chùa nó làm đẹp là mình trồng bông thôi, hoặc trồng cây xanh để cho dừa dừa cái bàn bên hông ngồi cho nó có cái phong thủy đẹp một chút thôi. Nhưng mà không ai tính gì đâu nha, tất cả thầy nói là cắt bông mà để cứ bông gì để cũng như anh chàng thế này. Một, đừng có để bốn chậu, đừng để ba bộ chậu, phải năm hoặc là sáu. Người ta kiêng số lẻ đúng không? Ừ, chắc là tám. Ê, vậy đây thầy nói, làm tám hoặc mười đi. Tuy người Trung Quốc cũng nói kỳ số bốn lắm. Ờ, số ba cũng chịu, chú Phật cũng tam thế Phật nè, không lẽ ba kỹ vậy. À, rồi người vua thì có là hai bên, lính hầu hai bên. Đó, mình phân biệt gì? Cái này là chờ cây bỏ vô đó thầy. Ừ, có cây gì bỏ vô. Chậu cũng chê nữa, chậu lẻ không chịu đâu, quất chậu cái đu cặp mới được. Còn thầy thì nói lẻ không lẻ gì mình trồng. Chậu này người ta cũng vườn hay sao thầy? Ừ, ta mua người ta cho. Còn mua không nổi thì tới chừng tại nhà. Mấy cái chậu này mắc lắm á thầy. Nhà ảnh mua mỗi lần bông nhà ảnh không 200 triệu. Nhà mua bông không 200 một, triệu. Một lần Tết chơi. À? Ờ, chơi Tết vậy. Còn chùa thầy thử coi nó được 100 triệu nào.
thầy nói giờ 100 triệu cho thầy 100 triệu sửa sang lại bao phòng kiến, tủ kiến đồ để trưng bày những đồ cổ đồ, những đá thạch đồ quý giá. Ví dụ như giờ họ cứ lại đây, cứ sâu chuỗi 300 thầy bán 500, chị 20 thầy mua bán 200. Mua 20 bán 200. Mua 50 thầy bán 500. Rồi còn giờ nó gỡ cái lắc đẹp. Còn gái gái cúng thầy vài trăm triệu cái tự nhiên gái thầy thầy lấy cái cây gõ đầu cái là tự nhiên lắc không minh trí tệ. Em gái thì tự có ôm hôn con trai thầy ôm hôn cái là nhẹ nhàng, từ người hung dữ trở thành người dịu dàng xuống. Ghê quá. Vậy mới gọi là chư lực. Ta tu Phật hồi xưa không hay à? Mấy mà mấy trai nào mà ăn chay quậy vo lợi chỉ cần Đức Phật vuốt đầu hoặc vỗ đầu ba cái lá về là tự nhiên người sẽ hoan hiền lợi thành người tốt. Còn mấy lợi thầy lấy nước này nè, thầy vũ nước vô người rồi thầy tắm cho người rửa hết tội, rửa hết nghiệp chướng. Chúng ta thầy lấy cây gói đầu bằng này ba cái đi. Sao nó cứ yêu hoài. Tuổi lớn lên mà cứ yêu hoài. Thầy yêu riết. Cây ớt thầy đẹp không? Mấy cái cây này có giá là bao nhiêu thầy? Cây này hả? Dạ 30 ngàn. Người ta mua thì rẻ mà thầy bán thì mất. Thầy bán bao nhiêu thầy? Giờ thầy chưa ra trái. Ra trái thì đấu giá cây này 1 tỷ. Tỷ. Cây ớt thì giá 1 tỷ nha quý vị và các bạn. Lấy cái lực của thầy hay là họ cúng đó để xây chùa. Chứ đâu phải nói buôn bán kinh doanh làm ăn gì đâu. Dạ. Nói tóm gọn không có vật gì mình đến chùa đừng có trả giá mà đừng nói mắc hay rẻ. Mình thỉnh để mình không thấy những cái sản phẩm hay không. Nè. Đó, những cái này đều là những cái sản phẩm là nói tóm gọn thầy đã tụng kinh, đã khai nhãn rồi. Đó. Giá bèo những sao chuỗi đeo hàng là thấp nhất 500. Cho đến anh Trầm Hương thì 50 triệu, 60 triệu. Còn những cái vật giá cổ bằng đồng, bằng những cái quý nữa thì từ 300 triệu cho đến 5 tỷ, 15 tỷ. Có Trầm Hương nữa thầy, Trầm Hương đâu thầy? Có Trầm Hương. Trầm Hương nè. Hai cái. Này 50 triệu, này 60 triệu. Giá khởi đầu 6 triệu. Cái thủ đó nó có chống trộm không này? Có. Đụng vô cái kêu nè. Ai dám ta vui tính. Chứ không có gì hết sợ luôn. Cây này không? Cây bông sen đá này không? Có cái bông nữa không? Dễ gì có bông, có bông. Đâu thùng cái. Cái ớt này 1 tỷ rồi, sen đá này nhiêu thầy? Sen đá này hả? Thì đệ tử thầy mua 200 thì bán 200 triệu. Trời. Hay quá trời. Vậy mới xây chùa được chứ. Vậy mới thầy tôi. Trời, ai muốn làm ăn giàu phải theo ông Nhật Vượng, ông tỷ phú cũng nhờ. Ông mua một bán giống như thầy ông mới giàu. Dạ. Mua đất đi, ông tin con mua 200 triệu. Chỉ cần 2-3 tháng sau thành 2 tỷ. Dạ. Mà bắt đầu 5-6 năm sau bán là 200 tỷ. Mà giờ 10 năm trở đi thành là 2.000 tỷ luôn. Dạ. Với thị trường, hồi xưa mét đất có 80-100 ngàn mét. Mà giờ thị trường đất đâu còn nữa, giá là cái lên 50 triệu, cái lên 50 triệu mét, cái lên thành. Ở dưới quận nhất là 160 triệu một mét đất.